Chào mừng quý vị đến với kênh của Lập Nghiệp Đồng Tháp. Hôm nay đi sửa đường nông thôn mới quý vị ơi. Làm đường tạm thời. Chả gì ha. Đây là các anh em đi phụ dọn đường quý vị ơi. Đây được sự hỗ trợ của các cơ ban ngành đó. Người ta đem cua be lại ta ban đường cho các học sinh với bà con mình đi cho dễ dàng hơn quý vị ơi. Phụ rất đông quý vị ơi. Đây còn nhóm bà con nữa quý ơi, rất là đông quý. Này ý đảng lòng dân nha quý. Bà con mình hợp tác làm cái đường để cho con em đi học, giờ bà con dễ đi hơn quý ơi. Đường quá dằn cho nên ta phải san bằng lại cho đi ít dằn quý. Hai me luôn. Dễ khác luôn. Mua đồ dưới ha. Làm này nào giờ chúng mày? Làm hồi 8 giờ sáng tới giờ đó. Hả? Ừ. Có gì nghỉ? Hả? Có gì nghỉ ăn cơm gì không? Không à, tới giờ chưa ăn cơm nữa, đồ mới nhỏ đồ ổn mày cái sự về luôn. Ăn làm luôn rồi chứ không ấy. Làm cho em mau rồi con chuyện ha. Ừ, làm giúp cho đâu cái này là của tư nhân mà đồ mướn là coi mướn của mẹ tư nhân làm mà. Ừ. Đây hội trưởng nè quý vị. Hồi sớm giờ 8 giờ sáng tới giờ đó. Ừ. Bạn đâu không nghỉ luôn mà. Vận động tới máy lớn luôn quý vị ơi. Cô bé ban cho bằng thẳng rồi mình đổ đá luôn ha. Ừ, đổ đá luôn rồi. Đây nè, đổ đá nè, quay đá nè, ta đổ đó. Dạ. Sắp giờ đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có những hôm mà ta chưa có làm mấy ông đã làm rồi. Bắt mà mình chờ cho cái vấn đề con em mình đi học thì bây giờ mình làm thì tiền của mình không. Này đá này ta hỗ trợ ha, mình mua anh Ba. Đá này mua phân nữa, ta cho phân nữa. Còn gạt thì anh em bên cái công đoàn Hùng Cá người ta hùng vô. Công ty Hùng Cá là hùng vô ra phụ công mình đoàn. Ha. Công đoàn hả? Công đoàn bốc gì bốc ship được 200 nghìn. Dùng ao. Dùng ao. Trong dùng dùng nuôi ao nuôi ha. Dùng ao nuôi ta ra ta phụ. Ta ra ta tiếp nhân công mình ban đường cho nó láng ha. Này làm cho chú yếu của con em đi học với bà con đi thuận tiện quý vị ơi. Đường dằn quá. Cái này nó đủ đất chưa? Chưa đâu, cái này chắc chưa đâu, cái này cao cao lắm. Cái này nó làm nó có bát thôi mà. Người ta kêu xe vô, nó đổ vô đó cả đống rồi người ta đi không được, người ta cũng cử mình đó. Cái bến đó là cái bến của cái xe cá sình. Mày đổ nó chạm qua cái xe cá sình ta không lên được cái đó đâu mà múc. Cái đó có chết luôn. Cũng hai ba nơi. Làm giống như bữa nay đó. Nó gom cá xong. Bây giờ vậy nè, anh nói vậy nè. Chút nữa nó gạt đi rồi kêu bằng phẳng rồi phải không? Khi nó chạy lên chạy nó múc ba cát chạy đảo dài xe xuống rồi đổ là dài nhẹ đó. Cho chống đường cho ta đi. Đúng ra 5 chiếc rồi ha. Bây giờ nó sao nó hư kìa. Hư 3 chiếc rồi. Hư 3 chiếc. Nặng quá nó giặt rồi. Xuống gọi bắt đầu cháy bố thay đã cái cháy nữa. Cái này được sự chỉ đạo của ban dân ấp và hội từ thiện người ơi, làm để tạm thời đi cho qua Tết ha. Con đường này vẫn còn làm tiếp tục công trình chưa xong rồi. Có học me về làm gì đây? Nấu chua đãi mấy anh ban đường. Dạ. Xe tới rồi, xe chở đá tới rồi, các bà con mình ban ra. Kêu Ben lên miếng nữa. Đó,
là thua, học sinh đi là cái lũ à. Nặng nhất là khúc này với là khúc trên. À, với khúc là nhà của thằng Nhanh. Cái đồ đó cũng khó nữa đó, còn có khúc 1 đó. Còn thằng Nhanh trong trường từ đó dài rồi xuống tới nhà của 50 thì khỏe luôn rồi. Thì là khúc nhà của Kiểu đó. Khúc đó với khúc hồi nãy của mình mất lại á. Ừ. Cảm mình đó. Làm đông. Áp à, nhiệt tình thấy ghê ha không ạ? Không khóc nhiệt tình chứ được. Ra đông mấy chục người luôn. Đi ghê là hết ra mấy chục người. Ở 20-30 người luôn. Tới rồi, tới rồi. Tới được kìa. Thôi tới cái này kia đổ đóng đi. Xe bị hư quá nhiều quá vậy. 5 chiếc mà còn có 2 chiếc à. Giờ dân quá đông không đủ tản ra luôn. Dân mình đây quyết tâm mà cho con đường này nó láng nữa vậy. Người cào người ban nó bằng thẳng cho con em mình đi học thuận tiện. Đây bà con mình cũng đỡ vất vả nữa vậy. Thôi mình đi làm phụ mấy anh em mình quý vị ơi. Hẹn quý vị vào các lúc sau nha quý vị. Nhớ ủng hộ kênh của Lập Nghiệp Đồng Tháp nha quý vị. Thôi mình dừng clip nha quý vị. Nhớ ủng hộ kênh của Lập Nghiệp Đồng Tháp nha quý vị.